Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motordien.com. Video chuyên review về các cái dòng sản phẩm để làm xe điện, xe 4 bánh, 3 bánh, xe máy xăng 4 bánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một bộ phụ tùng làm xe 4 bánh đầy đủ và cực kỳ chất. Bộ này sử dụng hệ thống càng chữ A đằng trước, hệ thống giảm sóc treo rất là êm. 4 bánh có thông số là 400-10 và nó có 2 mẫu vành như đang trên video này. Đường kính của bánh là 45 cm và bản rộng là 10 cm, nốp vuông. Hệ thống lái có đầy đủ hệ công tắc, vô lăng, ổ khóa. Bộ chân phanh, phụ kiện, tay phanh và phụ kiện, một đôi nhíp sau, đầy đủ phụ kiện. Ở đây thì mình không làm cái phụ kiện của cái nhíp bởi vì nó sẽ làm các bạn rối mắt. Một cái chân phanh, một cái chân ga, một cái tay đảo chiều, bộ điều khiển, bộ cầu trục sau. Bộ này thì được nâng cấp lên cao hơn bộ 12 triệu ngày xưa là có 500W thôi, thì bộ này mình nâng cấp lên là thành 800W. Có tay đảo chiều. Một cái đồng hồ LGD, một cái đồng hồ có báo đầy đủ chức năng. Đối với cái bộ phụ tùng này thì sức tải có thể chở được 4 người và rất là chất. Hệ thống vô lăng đường kính là 37 cm. Đây là loại vô lăng xịn nhất ở bên thị trường hiện nay dành cho dòng xe 4 bánh độ chế. Vô lăng có biểu tượng nút còi, có bấm còi. Bộ điều khiển, chiều rộng của cái cầu sau dao động từ 90 cho đến 1,06 m. Những cái dòng cầu nhỏ hơn thì không thể sử dụng được với bộ càng chữ A, bởi vì với cái bộ càng chữ A này thì tối thiểu nó cũng phải sử dụng từ cái cầu 90 trở lên, cho nên các bác đặt xe này lưu ý. Với cái bộ cầu phanh cơ phía sau này thì chiều dài tối đa của nó là 1,06 m chưa tính bánh. Nắp bánh vào thì nó sẽ tương đương với khoảng 1,15 m. Còn đối với loại cầu phanh dầu sau thì nó có loại dài là 1,1 m. Sau đây mình sẽ đi chi tiết về một số cái chi tiết, một số phụ tùng của nó, từng món một để cho các bạn tham khảo. Trước tiên là cái bộ càng chữ A. Đây là một dạng hệ thống giảm sóc treo, sử dụng giảm sóc thụt giống như kiểu của xe máy. Đây nó sẽ được chống giảm sóc vào đây và hàn lên khung. Cái giảm sóc này thì có thể được tùy chỉnh theo cái tải trọng của từng loại xe. Đối với xe nhẹ thì mình làm giảm sóc nhỏ, xe to thì mình làm giảm sóc to. Và các cái phụ kiện của nó thì bao gồm những cái tay ôm cái bộ cổ chữ A này để hàn khung. Đấy, tay nó sẽ ôm vào đây. Để nó hàn lên khung xe. Đây là cái hệ thống thước lái đơn rằng 2 đầu. Với cái hệ thống lái sử dụng 2 cái khớp rotin các đăng này. Đây một khớp, đây một khớp. thì mình có thể hoàn toàn điều chỉnh vô lăng theo lệch theo hướng ngồi phía bên trái. Đây là bộ ổ khóa công tắc và đây là bộ ổ khóa mình kê ở dưới này. Bộ vô lăng này có đường kính là 37 cm. Đây là một cái bộ đồng hồ LCD. Đây là bộ chân phanh và bộ tay kéo phanh. Còn đây là bộ chân ga. Đây là cái chân ga, dòng chân ga này là chân ga sàn. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn đổi lấy cái chân ga treo. Đây là dòng chân ga treo. Chân ga treo là chân ga nó sẽ bắt ở trên như thế này. Và mình đạp ga thì cái đấy là tùy chọn của khách hàng, khi mua hàng thì lưu ý với shop để shop sẽ đổi cho. Còn đây là bộ tay đảo chiều. Tay đảo chiều này là tay đảo chiều tiến, lùi và số mo. Đấy. Đây là bánh xe có thông số là 400/10. Lốp vuông, chiều dày là 10, đường kính 45. Đây, sức tải của một bánh xe là 280 kg một bánh, rất là thoải mái. Động cơ được trang bị liền cầu, cho nên là các bạn làm xe là rất là nhàn, không phải gia công gắn kết nó rất là phức tạp. Và một đôi nhíp 4 ná rất là êm. Chọn bộ phụ tùng như thế này thì đang được bán với giá là 13 triệu, chưa bao gồm cước vận chuyển. Cước vận chuyển thì nó dao động vào khoảng từ 400 đến 600 tùy từng lơi. Mọi chi tiết mua hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ và nhấn vào chuông thông báo thì sẽ nhận được cái thông báo ngay khi có video mới ra.